Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Thư, là editor đến từ Mác Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ từ góc nhìn cá nhân của mình thôi, là về một ngày làm việc của một ngày quay dựng của editor. Thì ok, bắt đầu nha. Đợi tí mình sẽ lắp gimbal. Gimbal hiện tại mình đang sử dụng là con Ronin SC2 nhá. Con này nhỏ gọn thôi, hình như cũng tầm 1 cân. Mình cân thì mình sẽ cân từng chốt một, cân chốt nào tháo chốt đấy, cân xong khóa lại. Cân tầm 80% thì mình thấy ok, sau này ấn auto tune để nó tự cân, chứ mình nghĩ mình chả ai cân được 99% nữa. Ok, sau khi cân gimbal xong thì tháo hết chốt nha, tháo hết khóa, máy lên. Tháo hết khóa thì bật on. Có ba chỉ đấy, nó sẽ tự cân cho mình, ấn 2 nút rồi. Reset lại. Video. Pan follow. Mình để medium, speed medium. Auto tune bắt đầu tự cân nha. Ok, nét luôn. Complete. Tool. Để chế độ 12. Ok, để mình giới thiệu các bạn về con đồ mình hay dùng nha. Mình có dùng con A64 lắp với con ống xích 3 16mm 1.4. Tiếp đến là con FE 1.855. Con này xóa phông cực ngon rồi. Tiếp đến là pin. Pin đây mình có 4 cục. Trong thật ra là mình có 9 cục, tiếp đến là mic không thể thiếu được rồi. Wireless Go, hai con Micros Wireless Go, một thẻ nhớ, bên trong rất nhiều thẻ nhớ luôn. 13 16 GB, 64 128 GB có hết. Chân máy thì mình dùng của Luteng. Với cả đèn nữa, nhưng mà không có ở đây. Ok, sơ qua như vậy nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang quay cho bạn Lan nha. Mình muốn chia sẻ chút là bản thân mình vào đây mới chỉ được 2 tháng thôi. Vào đây thì mình chưa biết gì về quay, mình dựng hết máy ảnh, dựng setup ánh sáng tất cả. Điều duy nhất mình biết đây chính là sử dụng phần mềm Premiere với là ai biết một chút. Dựng, tư duy dựng thì mình cũng yếu, nên là hầu như là, mà không phải hầu như đâu, mà tất cả thì mình đều phải tự tìm hiểu mọi thứ. Hồi trước thì mình có làm bên 3D về motion design. Chuyên thì mình chuyên về 3D animation character. Mình làm được gần năm, tại vì là mình thích hết nên là mình cũng muốn thử xem khả năng của mình đến đâu. Làm ở mấy công ty 3D thì 80% là OT, có lương hoặc là không lương tùy công ty, nên là một thời gian thì mình thấy là hơi đuối, còn lượng nghề thì không tắt. Thì như mình nói ở trên thì mình cũng muốn thử nhiều cái, mình thử xem mà, nên là mình chuyển sang quay dựng xem. Làm ở đây thì môi trường thoải mái, thấy động vào máy ảnh thì cũng cuốn, tự mò mẫm mọi thứ. Hiện tại thì mình cũng chỉ dùng con A64 này thôi. Con này quay 4K, ống Sigma. Ống Sigma của mình thì lấy nét rất là nhanh, nhưng mà nó hơi ám vàng nên là chỉnh xuống màu hồng hồng tí là được. Chỉnh màu xuống hồng hồng ấy. Con này khẩu rộng, đây là mình sẽ chỉ dành cho quay YouTube thôi. Còn quay top top thì mình sẽ dùng con xóa phông. Video này thì mình cũng muốn chia sẻ một chút thôi. Nếu anh em có góp ý hay ý kiến về quay hay setup ánh sáng hay gì thì cứ thẳng thắn chia sẻ cho comment nhé. Mình quay xong thì mình bắt tay vào dựng luôn. Ok, video mình đến đây là hết. Bye bye anh em nhé.